tập 24. Điện hạ, nghe nói quý thừa tướng dẫn đầu các đại thần dẫn quỷ ở ngoài triều, còn nói yêu cầu công chúa phải xử phạt phò mã. Để họ quỳ đi. Cha, cha đã quay lại nãy giờ rồi. Đã nghĩ ra cách gì chưa? Ta không hiểu. Tại sao Quân Lương lại rút quân? Còn Bạch Xính Đình kia nữa, sao vẫn chưa chết? Hiểu rồi thì sao nào? Sự việc đã vậy rồi. Quan trọng nhất bây giờ là cách nào đối phó không? Một khi bị người ta biết được người bày trò phía sau là hai ta, thì nhất định sẽ không cho qua đâu. Bên Hà Hiệp sao rồi? Không có tin gì hết. Ta thấy hắn cũng khó giữ mạng được, không tin cậy được. Đến nước này rồi, chúng ta chỉ có thể tự phái người của mình, tuyệt đối không được để Sở Bắc Tiệp sống sót trở về Đại Tấn. Cha đã nghĩ chu toàn chưa? Đừng để người ta nắm thóp. Bây giờ không gì là không thể. Người chết còn có thể sống lại. Khó mà ngăn Sở Bắc Tiệp không sống sót trở về. Nương nương nói phải. Di thần nhất định sẽ đổ hết trách nhiệm lên tên Hà Hiệp kia. Nếu đã không ở trên cùng một thuyền, cũng không cần phải cầm chung một mái chèo. Dù Sở Bắc Tiệp có về thật, thì mọi chuyện cũng chỉ là âm mưu của con sói đơn độc, là Đại Yên, không thể trách hai cha con ta được. Không ngờ Bạch Xính Đình không những không chết, mà lại cứu sống Sở Bắc Tiệp bị cô lập không có chi diện. Đúng là rất thú vị. Tên Hôn Dương Tư Mã Hoằng kia đã nửa tháng không thiết triều rồi. E là hắn còn chưa biết tới chuyện này. Trước thì khi quân, sau thì giấu binh lính. Bệ hạ, lần này Sở Bắc Tiệp không lẽ muốn mưu phản thật? Phản hay không phản, thì triều đình nhà Tấn cũng đều không tránh khỏi đại loạn. Nhưng với Đại Yên chúng ta, điều này chưa chắc không phải là chuyện vui. Phò mã gia, sao phò mã lại tới? Các người lui ra hết đi. Dân. Hà Hiệp tạ tội với công chúa, hôm nay bị người Tấn sỉ nhục, mong công chúa trách phạt. Phò mã, mau đứng dậy đi. Chúng ta với nhau vừa là quân thần vừa là phu thê. Giống phu thê thì nên giúp đỡ lẫn nhau, dinh nhục cùng chịu. Chuyện hôm nay vốn là chuyện ngoài ý muốn, bổn cung cũng chẳng có gì phải buồn hết. Chỉ là có một điều phò mã phải nhớ: lòng người khó đoán. Nếu phò mã đề phòng quý thừa tướng khắp nơi, thì sao lại dễ dàng tin tưởng cha con họ Trương kia? Phò mã phải nhớ rằng,
Sớm muộn gì cũng có một ngày, Bạch Lan sẽ là Bạch Lan của hai ta. Còn thiên hạ này sẽ là thiên hạ của hai ta. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào thực lực chính mình. Thực lực không đủ thì chỉ có thể nhẫn nhục. Bổn cung làm tay mắt ở Đại Lương suốt 10 năm, lẻ loi hiu quạnh một mình, mồ côi không nơi nương tựa, ăn nhờ ở đậu. Không thể không hiểu lý lẽ rằng phải tìm lấy một con đường sống trong kẻ hở. Vì vậy hôm nay phò mã và bổn cung nên nhẫn nhục. Mọi sự sỉ nhục đều chỉ là tạm thời. Thưa tướng, mau đứng dậy. Chuyện gì thế này? Tại sao không ai nói ta biết? Thừa tướng vẫn đang ở đây. Điện hạ, công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ, thừa tướng là bổn cung sơ sót, mong thừa tướng đừng khiển trách. Công chúa bệ hạ, lão thần không hề trách điện hạ. Chúng thần ở đây chỉ là gì? Muốn xin công chúa một điều. Công chúa điện hạ, phò mã không lo đến sự an nguy của nhân dân đất nước, càng khiến công chúa mất hết mặt mũi. Hiện giờ khắp triều đình, các quần thần đều phẫn nộ. Lão thần nghĩ rằng phò mã không chỉ thất trách mà còn bụng dạ khó lường. Điện hạ, lần này không thể tiếp tục nuôi ong tay áo nữa. Chúng thần cầu xin công chúa điều tra rõ phò mã và xử phạt tương ứng. Được. Truyền ý chỉ của ta, thu hồi binh phù của phò mã, cách chức đại tướng quân phiêu kỵ của phò mã. Từ ngày mai, phò mã không cần thiết điều nữa. Công chúa thánh minh. Công chúa thánh minh. Nhưng bổn cung có vài vấn đề muốn hỏi các vị ái khanh. Bổn cung là người hạ quân lệnh. Ngoài phò mã ra thì các tướng lĩnh khác trong triều không hề xuất binh. Vậy nên bổn cung và các tướng lĩnh khác có phải đều nên chịu phạt không? Còn nữa, 100.000 quân Đại Lương xâm lược, phò mã có từng để Bạch Lan ta tổn thất một binh một tốt nào không? Nếu không, vậy việc nói lòng dạ khó lường là từ đâu mà ra? Làm việc gì cũng đừng quá tuyệt tình, phải chừa đường lui. Hôm nay bổn cung đã phạt phò mã rồi, vậy thì ngày mai trở đi, mọi người không cần phải cáo trạng phò mã nữa. Thừa tướng đại nhân, công chúa điện hạ không hề nghe lời như ngài nghĩ đâu. Có thể phù trợ cô ta thì cũng có thể phế cô ta, vì cô ta còn chưa mọc cánh. Các vị, long thể bệ hạ còn chưa khỏe, phụng khẩu dụ của bệ hạ, tất cả những chuyện tấu lên ngày hôm nay vẫn sẽ do lão thần thay thế xử lý. Chúng đại thần có việc cần thì bẩm tấu, không có thì thoái triều. Trương đại nhân,
Xin hỏi bệ hạ mắc bệnh gì? Đã rất lâu rồi, khi nào chúng ta mới gặp được bệ hạ? Bệ hạ mắc chứng chóng mặt, hiện giờ đang là lúc bệnh phát tác. Ngự y dặn dò phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Còn việc khi nào mới gặp được thì lão thần cũng không biết. Vậy việc Trấn Bắc Dương chi viện cho Bạch Lang đánh thắng Quân Lương thì bệ hạ có biết không? Lão thần chắc chắn đã bẩm báo chuyện này với bệ hạ rồi. Bệ hạ rất là vui mừng. Vui mừng? Đó là vì ngài chậm trễ không phái diện quân, nên mới dẫn đến việc quân ta thiệt hại nghiêm trọng. Chuyện Trấn Bắc Dương thập tử nhất sinh, bệ hạ có biết không? Đúng vậy. Bệ hạ có biết chuyện này không? Có biết không? Thành tướng quân, lão phu nghe nói ngươi xuất thân là phụ diệt ở lò rèn, hằng ngày cũng chẳng biết được mấy chữ, không ngờ nói chuyện lại biết gài bẫy như vậy, để người ta trúng bẫy như thế. Ngươi nói thử xem, lão phu nên trả lời câu hỏi của ngươi như thế nào? Biết hay không biết thì đều là tội chết. Thực ra ta cũng rất khó xử. Dù ta nắm binh quyền trong tay, nhưng nhất cử nhất động của ta đều do bệ hạ quyết định. Vậy nên bệ hạ biết rất rõ về kết quả. Tội mà thành tướng quân gán ghép cho lão phu oan uổng quá. Thành tướng quân, thượng thư được hoàng thượng yêu quý, trọng trách làm đốc quân nặng nề, lại là quốc trượng, luôn trung thành. Tướng quân ở trên triều không thể ăn nói lung tung thế được. Đúng, không thể ăn nói lung tung được. Trung thành hay phản bội thì gặp được bệ hạ sẽ rõ thôi. Bây giờ bệ hạ không khỏe, không thể thiết triều. Chúng ta là thần tử thì nên phải đi gặp bệ hạ. Đúng, đúng, đi thôi. Chúng ta đi gặp bệ hạ. Đợi đã, phải đi gặp bệ hạ. Chúng ta phải tới hậu cung. Đúng. Làm gì vậy? Quan đường. Hậu cung là nơi thế nào? Là nơi ở của phi tần lục cung. Sao có thể để mấy người võ phu dân giả làm càn? Các ngươi có gì muốn tấu muốn hỏi thì viết thành tấu chương. Lão phu đảm bảo sẽ thay mọi người trình lên bệ hạ. Chúng ta không cần ngài đưa tấu chương giúp. Chúng ta có lời muốn nói với bệ hạ. Chúng ta phải đi gặp bệ hạ. Đúng, đúng, đi thôi. Chúng ta phải đích thân gặp. Đợi đã, tránh ra. Các ngươi muốn làm gì? Tránh ra. Không phù hợp quy củ. Các ngươi là đại thần của triều đình, không được làm càn. Ngăn họ lại. Chúng ta phải gặp bệ hạ. Mời thượng thư đại nhân. Nhi thần khấu kiến bệ hạ. Long thể của bệ hạ có khỏe không? Ái khanh không cần câu nệ lễ tiết, vẫn ổn. Chỉ là cơ thể quả nhân vẫn hơi không khỏe, vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Thời gian gần đây đã phiền tới ái khanh phải xử lý quốc sự rồi. Bệ hạ mới là người mệt nhất, làm di thần sợ hãi. Dân. Thượng thư có gì muốn nói à? Bệ hạ, phía Bạch Lang truyền tin tới, không lâu trước Quân Lương đã rút khỏi Bạch Lang. Phía Bạch Lang nói thế nào? Sứ thần Bạch Lang đã đưa quốc thư tới, nói rằng họ sẽ mở cửa khẩu như lời hứa. Diệu Thiên công chúa cũng sẽ đích thân tới thành Kiến Khang để cảm tạ bệ hạ. Nếu vậy thì tốt. Bệ hạ thứ tội. Trương thượng thư có tội gì?
Bệ hạ không biết đó thôi. Trong trận chiến này còn có ẩn tình khác. Mau đứng dậy đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chi diện cho Bạch Lang đánh bại Quân Lương, chỉ khổ cho Trấn Bắc tướng quân của Đại Tấn ta. Hôm nay thần mới biết được tin từ thám tử rằng trong trận chiến này quân đội Bạch Lang không hề xuất một binh một tốt nào, đều do một mình Trấn Bắc tướng quân đơn độc thống lĩnh chiến đấu. Quân đội Đại Tấn ta tổn thất hơn một nửa. Thần tội đáng muôn chết, không kịp thời phái viện binh tới cứu. Nhưng mọi điều đều là bởi vì thần luôn không biết tình hình chiến đấu. Bây giờ nghĩ đến hai bên quân giao chiến, có tin chiến từng khắc một, nhưng những ngày này thần không hề nhận được thông tin nào từ chiến trường. Cho đến hôm nay, bệ hạ, xem ra tin báo chiến trường đã bị người Bạch Lang cướp mất rồi. Đại Tấn xuất binh giúp Bạch Lang đánh Quân Lương, về công hay tư thì đều có ơn với Bạch Lang. Sao Diệu Thiên công chúa lại dám đối xử như vậy chứ? Phò mã Bạch Lang là Hà Hiệp, có thù cũ với Trấn Bắc Dương từ lâu. Hắn hận Trấn Bắc Dương thấu xương. Diện binh mà lúc trước nói lấy lý do là lạc đường đến chậm trễ, e là muốn lấy diệt công để báo thù riêng. Quân Lương có 100.000 binh, quân ta chỉ có 10.000. Lẽ nào đây không phải muốn để trụ cột của Đại Tấn ta vào chỗ chết sao? Hiện giờ Trấn Bắc Dương ở đâu? E là tướng quân đang trên đường trở về. Bệ hạ, chúng thần sẽ lập tức phái người đến nơi biên giới Bạch Lang để đón tướng quân, phòng người Bạch Lang lật mặt, cũng phòng tướng quân hiểu lầm. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Nhớ đến lúc đó phải giải thích cho Trấn Bắc Dương đàng hoàng, đừng để đệ ấy hiểu lầm. Thần nghe lệnh. Bệ hạ, thần vẫn còn một chuyện. Còn chuyện gì? Bệ hạ không biết đó thôi. Lần này Trấn Bắc Dương có thể thoát chết là nhờ một người, là cô ấy dẫn dắt quân của Trấn Bắc tướng quân cứu tàn quân Đại Tấn ta khỏi biển lửa. Nếu người này đã cứu quân Tấn ta thì đương nhiên có thưởng. Nhưng bệ hạ, chuyện này không hề đơn giản. Có chuyện gì thì mau nói đi, đừng úp mở. Dân, di thần không dám giấu chuyện gì. Chỉ là bệ hạ, người này là Bạch Xính Đình. Nói năng lung tung. Sao người chết sống lại được? Quả nhân tận mắt nhìn thấy Bạch Xính Đình đã chết rồi. Nhưng trong chợ ai cũng đồn như vậy ạ. Lời đồn người chết sống lại như vậy truyền đi truyền lại, chẳng qua chỉ là làm Tấn Dương ta mất mặt. Nói Trấn Bắc Dương được một đứa đàn bà con gái cứu, quan đường, quá là quan đường. Truyền ý chỉ của bổn vương, nếu còn người dám lan truyền tin đồn như vậy, nhắc tới chuyện này nữa, dù là bách tính thường dân hay gia đình dòng tộc, đều chém hết. Thần nhận lệnh. Thần đi truyền ý chỉ ngay. Di thần cáo lui. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ta
Đại nhân, đã thám thính rõ rồi. Thế nào? Bẩm đại nhân, người của thuộc hạ tận mắt nhìn thấy ở Bạch Lan, Bạch Xính Đình chưa chết thật, ở ngay bên cạnh Sở Bắc Tiệp. Con yêu nữ Bạch Xính Đình này đúng là có bản lĩnh thật. Phái một nhóm người đi, xuất phát ngay lập tức, nhất định phải giết cả hai người này. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã phái người đi theo họ suốt dọc đường. Chỉ cần đại nhân hạ lệnh là sẽ giết ngay. Mấy tên dưới trướng người mà đối đầu với hai người họ thì đúng là lấy trứng chọi đá. Đại nhân cứ yên tâm, lần này thuộc hạ đã sắp xếp hai lớp, không chỉ ở bên cạnh họ có người của ta, mà thuộc hạ còn thuê 12 thủy quỷ Hà Tây với giá cao mai phục tại sông Kinh Châu. Con sông nơi này là nơi Sở Bắc Tiệp nhất định phải đi qua khi từ Bạch Lan về Đại Tấn. 12 thủy quỷ Hà Tây nổi danh từ lâu, chỉ cần họ nhận diệt thì chưa từng thất bại lần nào. Hai lần ám sát đều là lấy ít địch nhiều, lần này chắc chắn sẽ giết được họ. Được, tuyệt đối không được để hai người họ sống sót trở về Đại Tấn. Ta sẽ đích thân đến gần sông Hoa Dung để đợi ngươi. Đến lúc đó, ngươi nên biết, thứ ta đợi là hai cổ thi thể. Dân, thuộc hạ chắc chắn sẽ không làm hỏng việc. Nương nương, đáng ghét, ngày nào cũng cho ta uống những thứ này, có gì chứ? Phiền phức không hả? Đi hết đi. Nương nương bớt giận. Dân, nương nương lại đang tức giận vì chuyện gì? Phụ thân, con, những thứ này của con phải giả vờ tới khi nào? Nương nương, đừng kích động, nhịn nhục thêm một thời gian nữa. Lý Thái Y đã tìm được một người phụ nữ có thai kỳ tương đồng. Chỉ đợi đứa bé này ra đời sẽ là ngày hôn dương chết. Nói thì nói vậy, nhưng ta giả vờ suốt ngày như vậy chắc chắn sẽ chán ghét. Nương nương, long thai này lẽ nào không tốt hơn kim bài miễn chết và thượng phương bảo kiếm sao? Đúng vậy thật. Phụ thân, ta đã nghe nói chuyện trên triều rồi. Mấy tên võ tướng kia không có mắt là chuyện nhỏ, nhưng việc Bạch Lan công chúa tới lần này sẽ khiến chúng ta khó điều khiển đại cục trong triều. Thế lực tàn dư trong quân đội của Sở Bắc Tiệp bây giờ ra sao rồi? Cha có dùng được không? Người ta nói là làm việc cặn kẽ. Sở Bắc Tiệp có thế lực, sao chúng ta không đứng cùng một phe với hắn? Ý cha là đợi hắn bị Tư Mã Hoằng và người Bạch Lan hại chết, chúng ta có thể giăng quân cờ của hắn, hốt trọn một mẻ tất cả những người cần phải chết, lợi dụng tất cả những người không cần phải chết. Đến lúc đó, chúng ta có thể lập Tân Dương. Không sao chứ, không sao.
vốn ta không muốn làm hại tính mạng ai, nhưng có người không biết tốt xấu gì, cứ ra tay với Dương Phi, thì đừng trách ta đưa họ đi chết. Nói cho ta, chủ của ngươi là ai? Trong kẻ răng có thuốc độc, là tử sĩ. Trên binh khí của họ cũng có độc. Ta vẫn quá sơ ý rồi. Ta lại nghĩ không giống như người Bạch Lang phái tới. Nếu là Hà Hiệp thì huynh ấy sẽ không ra tay trên đất Bạch Lang. Việc này khó nói, nhưng kẻ địch độc ác, chúng ta phải có chuẩn bị. Cả đường đi này sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nàng có lo không? Xính Đình từ nhỏ đã phiêu bạt, những ngày này lại là những ngày yên ổn nhất của ta. Đi qua Hoa Dung là tới Đại Tấn rồi. Con đường thủy này là đường mà chúng ta bắt buộc phải qua, cũng là lúc nguy hiểm nhất. Xính Đình lại muốn chơi đùa một chút, chỉ là phải khổ sở một chút rồi. Không biết Dương gia có bằng lòng giúp ta. Tùy Dương Phi sai bảo đó. Đầu tiên, chúng ta cần hai thế thân, sau đó thì chúng ta có thể đi mua rượu. Mau lên, qua đó. Được. Nào, đi bên này. Đi thôi. Nhìn kỹ nhé.
Không thì nàng cũng thử xem. Ta còn tưởng là ai, quá ra là một đám quỷ. Lên, giết hắn. Còn không vững, còn không chịu chết. Con ả kia ở bên đó. Xem cô chạy đi đâu.
hay, không hay rồi. Mau, mau, đứng lại. Làm sao đây? Mau xuống, ta không dám. Sắp xong rồi. Sao vậy? Trên mặt ta có hạt gạo, hay là ánh mắt quá thu hút nàng? Ta giúp ngài chạy chút, đổi một diện mạo mới được không? Không được. Nào, phong thái của ngài hiên ngang quá, quá nổi bật trong đám đông. Ta giúp ngài sửa. Nàng muốn biến ta thành bộ dạng gì? Yên tâm, chỉ là trở nên bình thường hơn thôi, không xấu quá đâu. Ngài yên tâm đi. Yên nào. Bánh nướng được rồi. Nào, ăn một miếng đã. Không ăn, đừng ồn. Làm việc quan trọng mà. Đời người quan trọng nhất là ăn uống. Có gì quan trọng hơn ăn đâu. Nào, nếu dễ lệch thì biết làm sao đây. Được được, không ăn. Uống nước được không? Nào, ngày mai trời sáng, quan phủ sẽ phát hiện 14 cổ thi thể ở trên sông. Tin tức chúng ta chết rất nhanh sẽ được truyền tới tai của chủ của 12 thủy quái. Con đường tiếp theo, chúng ta sẽ được an toàn. Dán. Cười gì? Nói đi. Tự ngài đi xem đi.